Chúng ta nhìn vào cái phương trình bậc 2 AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0. Chúng ta có đúc kết được gì không? Chúng ta có đúc kết là phương trình bậc 2 chưa bao giờ sử dụng trong cuộc đời của mình không? Lớp 8 các bạn học rất nhiều. Lớp 8 các bạn được, lớp 7 được học phương trình bậc nhất, lớp 8 được học phương trình bậc 2. Để lên lớp 10 các bạn được học phương trình bậc 3, được học tích phân, vi phân, đạo hàm để thi đại học. Xin cốt ta học chết luôn để thi đại học. Xong lên đại học được học toán cao cấp. Thêm một level nữa, đặt thêm ghép chữ cao cấp vào. Xong rồi học ngày, học đêm, học hì, học hội. Ra trường, kết thúc 5 năm đại học. Sử dụng phương trình bậc nhất cho cuộc đời của mình. Cả cuộc đời của chúng ta toàn bộ xài phương trình bậc nhất. Các bạn mở Excel lên, các bạn chỉ xài cộng trừ nhân chia mà thôi. Gì nữa? Chủ doanh nghiệp cũng chỉ cần xài cộng trừ nhân chia mà thôi. Rồi các bạn tính giá vốn đúng không? Tổng cộng các cái sản phẩm này là giá 20 triệu. Vậy chia ra 20 sản phẩm là mỗi sản phẩm bình quân giá 1 triệu. Từ đó suy ra phải bán 1,3 triệu, lời 30% kiểu kiểu vậy. Vậy cái phép toán mà 20 triệu chia cho 20 sản phẩm chính là phương trình bậc nhất. Một ẩn x gì? Vậy cả đời chúng ta xài cộng trừ nhân chia trên cái nền của bậc nhất. Chứ các bạn có xài phương trình bậc 2 không? Các bạn lấy vợ, lấy chồng có lập phương trình bậc 2 không? Dạ, đâu lập đâu. Nên ở bên Phần Lan đó các bạn, Phần Lan bây giờ nó bỏ toán lý hóa rồi. Toán lý hóa bây giờ nó dạy cơ bản, nó dạy chắc đến phương trình bậc 2 là nó dừng. Hình học, chắc đến hình học không gian cơ bản là nó dừng, nó không học sâu nữa. Nó bảo những người nào muốn học sâu thì cứ việc học. Còn ngoài đời sống nó không dùng nên nó không cần dạy, mà nó dạy những cái gì ứng với đời sống. Có một lần tôi đi chia sẻ ở trường đại học kinh tế, một ngày một đêm về hướng nghiệp cho các bạn sinh viên. Thì các bạn yêu cầu là, vì đã có đến một ngày một đêm là nên cho các bạn một cái dự án là mở một quán cà phê, cho làm luôn. Không cho học nữa, cho thực hành. Mở quán cà phê trên giấy, 100 sinh viên chia thành 10 tổ. Các bạn biết làm vật vã nguyên một buổi sáng, chỉ để lập mỗi cái điểm hòa vốn của một ly cà phê thôi. Mà chỉ có một tổ làm được, 9 tổ không làm được. Phương trình bậc nhất không làm được. Chứ không cần phương trình bậc 2 nhé. Mặt bằng thuê bao nhiêu, diện tích bao nhiêu, ước chừng bao nhiêu người mua, người uống, mua sắm cơ sở hạ tầng như thế nào, chi phí lương nhân viên ra sao, chia bình quân, rồi cà phê đầu vào là bao nhiêu tiền, rồi tính toán tổng các chi phí đó chia lên bình quân ra một ly cà phê, giả sử một ngày bán được 100 ly, vậy mà đã không tính được. Không tính được đâu, không đơn giản là các bạn nghĩ đâu, sinh viên không tính được, năm tư, năm năm không tính được đâu. Vậy mà cứ xin cốt tang thì cứ thuộc lòng lòng. Xin cộng xin bằng 2 xin cốt cứ thế thuộc lòng lòng. Nên chúng ta mới quan sát, phân tích, đúc kết mới lại là thấy cái môn toán lý hóa là chúng ta cũng học chừng mực thôi, không cần học sâu đâu.